Theo quy định mới tại Nghị định 30-2021, nhiều biện pháp có thể được áp dụng như cưỡng chế thu hồi, đấu giá các tài sản để thu hồi quỹ bảo trì trung cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với ngân hàng trong việc cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để giao cho ban quản trị nhà trung cư. Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định thì ban quản trị nhà trung cư có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà trung cư yêu cầu chủ đầu tư bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định. Căn cứ thông tin do tổ chức tín dụng cung cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để bàn giao cho ban quản trị nhà trung cư. Trường hợp chủ đầu tư có tài khoản kinh doanh nhưng không còn tiền hoặc không còn đủ tiền để khấu trừ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở xây dựng chủ trì phối hợp với cơ quan công an xác định cụ thể diện tích nhà đất của chủ đầu tư tại dự án nơi có nhà trung cư hoặc dự án khác để kê biên tổ chức bán đấu giá thu hồi kinh phí bảo trì nếu vẫn chưa đủ có thể xác định tài sản khác của chủ đầu tư để bán đấu giá